Rồi chào anh em nha, thì nay có ít đồ bán thanh lý mà thanh lý tủ và một ít đồ dùng cần mình tồn kho nay lôi ra bán nha. Thì anh em cần gì thì liên hệ mình nha, giá anh báo cụ thể đây, anh em hợp nhãn anh em liên hệ hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Giá mình bán chưa phí tùy giá trị hàng, giá nào bao ship và không bao ship mình sẽ nói trên đây. Và anh em mua mới giao dịch mình lần đầu tiên vui lòng cọc phí ship dần, phí vận chuyển mình sẽ ship hàng cho những khách hàng lần đầu tiên giao dịch bên mình nha. Còn những anh em đã giao dịch rồi thì mình vẫn ship hàng mọi hình thức cho anh em ha. Thì nhiều hàng có giá trị rất là thấp thì cho nên mình nói không bao ship với hình thức chuyển khoản nha. Còn anh em mua có thì ba giá trị một đơn hàng từ 30.000 tùy theo nặng nhẹ. Rồi vô chủ đề chính luôn. Một mã số 1 250.000 con tích Nati quen thuộc ha. Con này thì không đẹp xuất sắc nhưng mà chức năng hoàn hảo nha, có xay xước cái phần đầu này nè, lên xe Sony C5 dung lượng hơn 2.5 ben nha, chơi Sony giờ có lắp mạch bảo vệ nha anh em, nó nhiều khi nó cũng quan trọng ở cái mạch bảo vệ. Nhiều khi anh em về nạp 4.5V thì 5V nó vẫn là mạch nó bảo vệ ngắt, còn mà nếu mà không có mạch thì phải nạp đúng 4.2, 4.3 đổ về. Nhiều khi lắp cái mạch thì nó cũng có, nó cũng thêm một ít tiền ha. Khi anh em mà muốn rẻ thì mình tháo mạch rồi bán rẻ. Hai cấp nhanh chậm. Bảo vệ pin. Mã số 1 250 chưa phí ship. Mã số 2 là 400.000 đồng. Một con này là con của Đài Loan Trung Quốc thì nó xuất Nhật nhưng mà nhìn rất là ok nha anh em, mới gần như tuyệt 100% luôn á. Nó có cái hộp có 6 cấp được bài bản luôn nha. Và mình cũng lên xe pin C5 luôn, thay và thay cái giắc nó là zin nó nằm như này. Và có mạch bảo vệ luôn nha. Có mạch bảo vệ luôn. Cái sạc này là sạc zin của nó luôn, nó là điện 100V nha anh em. Như sạc chậm 200mA. Đây. China. Kèm theo một cái hộp và một số đầu khẩu như hình này. Nó có mấy cái đầu khẩu 1/4. Ôi nào, con này đâu nó đâu mà sao mà to vậy? Của ai bỏ vô đây? Một phần có 1/4 nè, sao tiện dư cái đầu cái này 3/8. Cái này riêng nó là 1/4 nha anh em. Riêng nó là 1/4, tối đa là 13 ly. Tối đa là 13 ly, 11, 12, 9, 10 và 7. Cái này 6, thiếu số 8 nữa nè. Cái này 6 à. Nó thiếu số 8. Nó thiếu số 8 nha anh em. Nó thiếu số 8 và một số mũi vít. Đây, mũi vít cộng trừ đều có đủ hết. Đây là cái đầu để cho anh em dùng máy móc vít luôn cũng được nè. Cái này quên cái cây nói này nè, gắn vào cái cây nói này nè. Nè, để dặn khẩu á. Số mũi vít cộng trừ nói chung lục giác nó có xíu mất đi một số ít thôi ha. 400.000. Xe mới. Có thể là này. Ai da. Cái này mình lắp vào nó bị cắn hay gì đây? Không phải. Kéo xuống. Kéo này anh em bấm đây nè, anh em kéo xuống ha. Nó có cái lò xo. Đó, anh em chưa bấm cái lò xo nó không ấy nha. Đó. Lên pin Sony thì xài bao bền. Con này mới chát luôn nha anh em. Rồi, 400.000 đồng. Full hộp. Có sạc. 400 chuyển khoản bao phí anh chị. Rồi hôm nay mình có ít que hàng nha. Này là mình đã cân trọng lượng khoảng 3kg cho một đơn hàng. Này có mấy túi nè. Ô cái bịch này giống chưa cân quá vậy. Để coi coi. Để mình kiểm tra nha anh em.
Cần này có mấy ký à? Chung là quen hàng của Nhật. Quen hàng của Nhật nó có cái sự khác biệt ở hàng ở Việt Nam đấy. Anh những quen hàng Kim Tính hay Copeco với mấy hàng Việt Nam đấy. Việt Nam đây ha. Này hàng này là hàng chưa sử dụng nha anh em. Cái camera nè, hôm nay nó bị sao á. Cái này là mình đã soạn lộn xộn, trong đây có lớn có nhỏ và có que inox, que cái này có bao bì thôi cho anh em biết thôi, chứ còn bên trong này nó sẽ đa dạng, mình sẽ báo giá trên đây. Này là 3 ly 2, thằng này là 2 ly 6, que inox cho những anh em hàng chuyên hàng có máy hàng to á. Nè anh em thấy không, que màu hồng là anh em que inox nha anh em. Cái này là phấn ha. Này là phấn, nó đặt trong đây là không ẩm, cũng ướt với hàng bao ngon luôn nha. Quay nắp hàng rất là chắc chắn về chất lượng. 3 ký này mình bán là 400.000 đồng, anh em chuyển khoản mình bao phí vận chuyển nha, trong tiền ship nó còn hẳn 40. Hàng nặng mà 3 ký nè, sai này mình đánh số 3 này, số 4, số 5 ha, 6 7. Này là que hàng của Nhật nha anh em. Anh em lưu ý là cái túi này số 3 này là nó có 2 ly 6 và 3 ly 2, dài 3 tấc rưỡi. Số 4 này cũng hàng này nè, máy in da băng hết, Kobe máy in da băng. Đương nhiên này nó sẽ phải có sự khác biệt với hàng ở đây, đương y như là anh em chạy quay Tàu với quay Nhật, quay Thái đâu đó, nó sẽ có sự khác nhau hết chứ khi không nha. Nè, còn mới chát hết luôn nha anh em, không ẩm không ướt. Que nóc cái này có mình cho thêm một ít que này, que như que 1 ly 6 để hàng đồ mỏng rồi ha. Que ly 6, một số que 6 và 2 ly 6, hàng inox rồi, kích thước nó sẽ khác nhau. Thằng này khoảng 25, cái que 3 ly 2 nó dài 3 tấc rưỡi. Cái này nó bị dính phấn mực, buộc kiểu như bên trong nó có cái như cái lớp lao, là khỏi cần lao cũng dùng luôn nha anh em. Trọng lượng 3 kg cho một đơn hàng như thế này, 400k, chuyển khoản mình bao phí nha. Cái kia dành cho những anh em mà có máy hàng lớn không cần que ly nhỏ. Cái này là có đủ hết, 3 ly 2, 2 ly 6 và 1 ly 6. 3 ly 2 là que hà, que sàn sắt nha, 2 ly 6 ly 6, 2 ly rưỡi đúng không, 2 ly 6 nha. 2 ly 6, dòng ly 6 là que inox ha. 4, cái này mình mới về nha nè, cái này mình mới về thêm một ký, một ít của mình có sẵn nữa, mình kèm vô mình bán. Mã số 5 cũng là đồng giá, không biết là nó có sự khác nhau đôi chút về những que lớn que nhỏ, nó tùy nhu cầu của từng người thôi. Này là que inox nè, 2 ly 6, này 3 ly 2, hàng chưa sử dụng hết, nó rất là nhiều nha anh em. Dùng nếu mà dùng gia đình thì dùng dài một vài năm cũng bình thường, cất bảo quản thì que hàng nó có thuốc hàng trong đây thì mình bảo quản khô ráo. Cái này là không có que 1 ly 2 nha anh em, uống ly 6 này mình chia ra cho, có này có que inox và có que sắt để cho anh em dùng cho nó. Một bịch zin nó cũng là 5 ký, hàng này nội địa Nhật khách nha. Này là mã số 5. Này mã số 6 có một, giờ mình không chẳng biết dọn soạn sao cho nó vừa ý anh em, tại một số anh nhiều khi cần một cái que nhỏ, người thì que lớn, không biết đường để mà ấy luôn. Này là cũng lộn xộn, này như hai que lớn 2 ly 6 và 3 ly 2, 2 ly 6 là que inox, 3 ly 2 là que hàng sắt đó, trọng lượng 3 ký một túi, hàng xịn sò luôn nha. Trong lần này cái bao bì của thằng nào mà mình trộn mình bỏ thêm vô cho anh em gì, 400.000 nha anh em, 400.000 cho một túi như thế này 3 ký, chỉ hơn 130.000 ký hả. Tiền ship cũng hơi thốn nha, tiền ship mất 10%. Cái này là thôi để mình lấy này bớt lại để được sau có thể là mình
bán thêm cho anh em có anh em dùng ha. Cái này là quen ly 6, cái này hơi nhiều. Mình sẽ cho thêm một ly 2 ly 6 que hàng inox nè. Que hàng inox này nó ít nè. Lưu ý nha, mình cho nó bớt lại. Bớt lại để đợt sau anh em nào có bán thì để các anh em có dùng hàng đồ mỏng đâu. Đó. Ví dụ mình bỏ vô thay cho đủ 3 kg đi, mình bỏ thêm que 2 ly 6 nữa. Và 3 ly 2 và 2 ly 6 hàng sắt. Có đủ đồ chơi hết. Que 4 ly là không có thôi. Rồi mã số 7 400. Ơi, hôm nay trước mình hôm thứ 7 thứ 6 gì mình bán là có bán hết 3 cái rồi. Này mình bán cái thêm một cái nữa, còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng này mình bán 1 triệu đồng. Hôm hở mình tưởng đâu là pin nó chết anh em, tưởng nó pin nó chết tại nó xả cạn rồi. Cho nên mình tưởng pin chết. Hôm mình không có sạc, nay mình làm sạc. Giật pin nói chung là hôm nay mình bán là mấy cái đèn này là pin nó gần như mà còn 100%. Đem dắt sạc ra đây rồi nha. Về cái sạc cái này giá anh bán chưa có sạc anh em. Cái này nó hệ 4S 14 14.8. Nó sử dụng cell li-ion ha. Mình có thay cái mạch của cái cục pin này mình nè. Cục pin này tới 10 ampe là anh em. Cho nên cục pin này nó cũng đáng tiền ha. Đó. Chưa lắm mạch, nó có cái mạch báo led ở đây nè. Đó, nó thấy không? Nó xịn sò và có ron chống nước. Cái này thì bằng nhôm và vật liệu bên ngoài là kính. Kính ha. Kính và cái lớp thủy bên trong còn như mới nha, nó không có thể nào mà vô trong đó được. Bán 1 triệu. Lý do mà cũng có cái này nó hơi bị rỉ nè anh em thấy không? Cái này tất cả nó bằng nhôm nè, khung này bằng nhôm tản nhiệt làm mát cái led á. Hàng Nhật thì cái led nó rất là xịn. Cái này nó không có cái gì, có cái túi à. Về anh em xử lý cái phần này xịt rồi vậy ha, là xử lý nó bị ra ten á, nó bị cứng không có đẩy lên để xuống được. Chứ không có vấn đề gì hết à. Kiểu này là cái tay cầm thôi. Cái đèn này sản xuất ở Gia Băng anh em. Thì này anh em xem mấy bữa nay hôm trước mình bán cũng nhiều rồi. Còn có một cái duy nhất 1 triệu đồng. Cái này ship cũng hơi cũng tốn tiền, hơi nhiều. Tốn cái thùng xốp 20. Cái đèn này mình bán 1 triệu rưỡi. Cái đèn đó 1 triệu ha. Đèn này hệ 24V, nó sử dụng một cục pin sắt chà bá lửa. Cục pin sắt này hở mình tháo ra mới biết bán được mấy cục để dùng cho mình cái kích đề những cái đụng dùng cái ắc quy xe máy á. Hở bán mấy cục quên rồi, không biết nó là 3 cục hay 2 cục. Lôi ra bán cũng được đóng tiền, 300 cục hở phải. Sử dụng pin sắt. Đèn này là Nichido, thằng kia Hataya. Nè, cái này có thể tháo rồi nha anh em. Cái này nó có thể tháo rồi, lấy cái ụ này ra để đi sạc. Cái đèn này kiểu như anh em đi nhà rộng hay là muốn có đám tiệc hay là đi chơi du lịch là ấy thoải mái. Cục pin này nó so pin sắt, cái dòng đời nó ghi rõ trên đây luôn là sử dụng 6 tháng sạc lần hay gì, nếu không dùng hay gì tới 3-4 tháng 5-6 tháng sạc lần có ghi đây. Dòng đời của quả pin nó sạc tới 1.500 lần. Năm nào cho hư cái quả pin này. Cực kỳ sáng luôn, phải nói là cái cục pin sắt này anh em nghĩ với cái hộp này với cái bo mạch này anh em thấy cũng là tiền triệu nha. Tính ra luôn cái đèn này bán 1 triệu rưỡi là rất là rẻ. Mình không có sạc này nha, nếu anh em cần thì mình sẽ mua cái sạc 24, nó là 24V 8S pin sắt, là tức là pin vào bên 2 á. Nó không phải pin li-ion, pin li-ion là sạc đầy lên 29V mấy, còn pin sắt là như nó đầy là 25V mấy á. Là nó giữ cái điện áp 24V này cho thắp sáng cho cái đèn này luôn. Cái này bằng nhôm rất là xịn nha. Hàng nào thì mô tả thì dễ vậy nha. Hàng mình chưa vệ sinh. Anh em muốn mua đèn không pin thì mình vẫn còn nha. Để lột pin bán rồi. Còn cái này còn nguyên. Cái dắt sạc mình đưa ra đây. Là cái dắt riêng nó về nó mất á. Tại nó dắt riêng nó xài tới 3-4 chấu lận. Không có cái dắt riêng. Cái này hở mình thử sạc. Đó, về nó cắm sạc adapter vô bình thường. Cái này thì dễ dàng không có gì hết. Quan trọng là cái thời gian sử dụng. Bỏ ra số tiền 1.5 triệu thì anh em sử dụng đi rừng hay là làm băng nơi thiếu sáng hay này nọ thì tuyệt vời. 1.5 triệu pin sắt 24V nha, thằng kia là 4 16.8 á.
Rồi ở đây thì mình bán cái ít này. Cái này mấy cái đèn thì mình còn ít nha, 100.000 một cây. Đèn này 50 lumen. Cái này đèn có cái loại đèn đen nữa nha anh em. 100.000 cây. Cái này nó có pin rồi, mình tháo ra mình xem thôi. Nó có thêm cái túi nữa nè. Quên nữa, mình sẽ kiểm tra, tháo ra kiểm tra cho anh em. Tại một số nhiều khi nó để lưu kho, ba cái pin nó chảy, nó không lấy được. Mình sẽ kiểm tra thôi, cho mình tháo ra, kiểm tra giao hết 100.000 cây. Bên trong nó có cái túi đeo thắt lưng, nó có màu đen và màu kiểu màu này kiểu màu gì dạng đồng cũng được nè. Có đeo túi áo, túi quần 50 lumen. Mình đã bật sáng luôn cái này, nhưng mình đã lắp pin rồi nè. Đèn Tajima nha. Kích thước này khoảng 1 tấc, tức là 10 cm. Ủa cái ông nào hồi nãy mình có lắp pin vô đâu mất nữa rồi. Có một tay à. À, này đây. Đây. Khi không có ánh sáng thì đương nhiên nó sẽ rất là sáng ha. Đó. Rồi ra tới đó luôn nha. Tại đây ánh sáng mình làm nó rất là nhiều đó, anh em thấy. 100.000 một cây. 100.000 một cây nha, nó có hai màu, màu đen và màu vàng đồng. Mắt kính 200.000 cái, anh em mua kèm theo thì là 300.000. Cái này làm được hàng, kính này mình lựa tuyển chọn nha. Kính này là cái gọng màu xanh xanh, kiểu như xanh nước biển, sao nó rất là đẹp nha anh em. Nó ôm, nó làm thiết kế cong. Cái kính này mình đang dùng một cây, một năm rồi, rất là đẹp luôn anh em. Đeo đi rất là đẹp luôn á, thời trang nữa. Mình dùng, mình về mình treo lên cho nên không có sự tầy xước. Nó sử dụng cái chất liệu kêu bạn không? Cái chất liệu không biết bữa anh khách kia nói cái chất liệu gì quên rồi. Mình làm rất là tốt. 200.000 cái này gọng đen. Gọng đen trồng trắng làm thời trang ôm mắt nha. Còn cái này là hàng tuyển chọn nè. Màu vàng. Gọng trắng. Này Tajima, nhà máy nó Trung Quốc hoặc Taiwan. Đây, sản xuất ở Taiwan. Còn cái thằng này như đèn thì nó sản xuất ở Trung Quốc. Đèn sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. Còn thằng ấy thì nó ở Taiwan. Đèn mình nhớ là Trung Quốc. Đây. Cũng như mấy cái thương hiệu lớn nó sản xuất bây giờ, iPhone nó cũng đem về Việt Nam rồi ha. Hàng Mỹ sản xuất tại Việt Nam, toàn người mình gia công qua người ta thôi. Chứ là hàng Nhật nó sản xuất, nó đem về bển nó bán, chứ không phải là máy in China, là hàng China. Rồi hôm nay mình bán cái tủ, thanh lý cái tủ này giá cho anh em là không thể nào rẻ hơn luôn. Giá này mình, giá mình thu hồi vốn lỗ tiền xe. Tại vì mình lúc năm rồi mình về tới 2 xe tải lên em. Mình bán thời điểm lúc mới về mình lựa mình bán thì hơn 2 triệu. Thì hôm nay còn lại một ít là mình sẽ bán cho anh em giá 1.400.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Trọng lượng cái này nó nặng 31 trên 30 kg, nó khoảng rơi vào khoảng 31-32 kg á. Không mình có tại vì trong đây nhiều khi nó có thêm một cái số linh kiện nữa, nó nặng một, bỏ ra 1 kg đi. Nó có cái miếng lam này để chặn, để kiểu như đựng đồ nè. Tủ này là tủ bãi Nhật, có thể đựng đồ nghề, có thể đựng giao hồ sơ giấy tờ, làm tủ trong văn phòng, tủ đựng đồ em trẻ con để trong nhà là thiên thu. Sơn tĩnh điện ha. Kích thước ngang này là 38 cm. Anh em chú ý cái kích thước mình nói nha. 38 cm. Đó. Cao là 6 tấc. Ồ không, không có nhầm ở đây nhìn em, không phải 6 tấc để mình lấy thước mình đo. 7 tấc. 7 tấc. Để nói 6 tấc thì nó ngắn quá. Đúng là 69-7 tấc, chứ không phải là ấy đâu. 69 cm. Cái này anh em lắp hai cái bàn. Lắp hai cái bàn là anh em có thể làm được một cái chỗ ngồi ha. Cái này là chưa có bánh xe nha. Hàng thì mình sẽ nói rõ đây. Hàng này là nó kiểu như bây giờ là hàng này mình lọc lại á.
nó có sai, phải có sai xước nha anh em. Tủ này là thứ nhất là tủ cũ, thứ hai là nó vận chuyển về Việt Nam, nó có ví dụ nó có bị cắn mớp linh tinh gõ lại không sao hết. Này mình gõ nè anh em, không bao giờ thấy đâu, kể cả anh em nè, kể cả anh em nhìn lại nữa, ví dụ thằng này nó cắn đây đó, mình gõ ra là đẹp luôn nè. Sơn nhiều khi nó có thể là nó bong tóc lớp lớp sơn tĩnh điện bên ngoài, cắm không có ổ khóa nha anh em. Đó. Có cái rai trượt ha, đặc biệt cái này là cái dàn khung của nó làm cái thép lam rất là ổ, cái thép rất là dày, rất là dày, cho nên nó mới đạt được trọng lượng hơn 30 kg. Cái tủ này là cái tủ rộng, anh em có thể đựng cả chục máy bắn vít trong đây thoải mái vô tư đó, hoặc là đựng mấy cái đồ to to trong đây. Tại cái tủ này là nó ổ, cái học này là nó sẽ gấp đôi hai cái học nhỏ ở trên, học nhỏ trên thì mình có thể đựng đồ linh tinh ha. Còn cái này thì mình đựng đồ to, anh em muốn đựng đồ nặng thì anh em về anh em làm thêm cái không biết có gia cố gì thêm không ta, nó không khoan bắt dít thêm gia, nếu mà anh đựng đồ nặng hàng trăm ký thì anh em nên gia cố lại ha. Còn không đựng đồ nhẹ nhẹ này, trọng lượng thì mình đựng anh em cũng thấy đây, để vậy năm nào cho hư cần đồ nè. Cái này cái mâm này có một hai cái mình để mình đựng đồ linh tinh thôi, cho nên có gì mình bán cho anh em chứ không có gì hết nè. Đó, một vàng ở đó nữa anh em thấy chưa. Ở đây nữa nè, bây giờ mình đựng đồ hết rồi, bây giờ anh em mua mình phải bán bớt cho nó trống nhà, mình về cái lô hàng khác nha anh em. Ví dụ mình đựng ba cái sạc này linh tinh, linh tinh nè, trong đây là mấy cái nè anh em đâu hết. Cái này là cái mẫu, ví dụ như mình giao cho anh em là có thể là cái nó bị cắn ở đây nè, rõ ràng luôn đó, nó chỉ tróc lớp sơn tĩnh điện bên ngoài thôi ha, nè linh tinh thôi. Anh em mua thì mình sẽ gửi riêng từng người. Đây này mình đựng sạc, đựng đồ linh tinh này chưa đựng đó, anh em thấy rõ không, một cái hai cái chồng lên nhau rất là nhiều chứ không phải là ít. Đồ linh tinh nhiều khi mình bỏ mình lâu quá mình quên, mình là phải lôi ra mình bán cho nó trống nhà nghe anh em. Giá 1.400.000 đồng, thật sự nó còn rất là rẻ anh em, thật sự rất là rẻ. Cái đợt sau này, thời gian sau này nó có gì em, cái tủ rất nhỏ xíu có mười mấy ký là người ta bán cũng là 1.200.000 rồi đó. Cái đó anh em cân nhắc ha, 1.000.000 ha, người ta bán 1.200.000 rồi, mình bán cái tủ này có chà bá bự gấp đôi, ổ nặng gấp đôi thì nó có 1.400.000 thôi. Giá tại kho nha, cái phí vận chuyển này nó khoảng tầm hơn 200.000 đồng, tùy nơi xa gần nha. Anh em Hồ Chí Minh thì có thể ship grab, nó rơi vào khoảng cũng tầm 200, chở tới nhà anh em tự trả phí vận chuyển ha. Còn ở gần thì anh em cứ lại chở ha. Nếu mà anh em nghĩ đi, cái tính nội tiền mấy chục ký sắt này tí sắt 30 ký sắt phế liệu thôi, 30 ký sắt phế liệu nó cũng 10.000 mười mấy ngàn thì nó có mấy trăm ngàn à ha. Còn mà cái gì mà tiền công mà anh em hoàng thợ, anh em thợ nào mà làm bên cái ngành này anh em cũng biết, cái tủ này anh em gia công phải mất mấy ngày, không đủ để trả tiền công luôn, đúng không? Đó, cái tủ này mẫu thì mình đem ra đây, cái tủ này nhìn coi được có sự xay xước lung tung ở dưới thì nó chưa có bánh xe, anh em zin về nó có bánh xe, anh em muốn có bánh xe mình lo bán kèm theo 4 bánh xe là 100.000 đồng nữa. Mấy cái tủ mình có thì mình có lắp bánh xe hết rồi, tại để dễ dàng di chuyển, anh em mình mua ra bãi mình mua bánh xe bãi đó. Rồi thì giá bán 1.400.000 tại kho, lưu ý bay hơn 30 ký thì phí ship nó ngoài 200 nha anh em. Ở mình hôm trước mình ship đi ra Hà Nội là khoảng 250 á, giá mình lựa cho khách thì khách yêu cầu lựa thì mình bán giá cao hơn vài trăm nghìn nha anh em. Mới bán hôm qua một con là 1.800.000 á. Thì có mấy con này là mình nói tình trạng mình đã nói rõ, nó có xây xước thì nói chung là hàng còn sót lại thôi, bán thu hồi vốn, lỗ có tiền vận chuyển của mình hồi đó chở về luôn, tiền xe chở xe về thì mấy triệu bạc, cắn mới mình chỉnh sửa lại hết cho nên mình dùng bình thường không có ảnh hưởng gì đến hết. Đó, lớp sơn tĩnh điện. Nếu anh em nào hồi chứ mình thì tiện thì lại coi nhà cho nó dễ ha. Ví dụ thằng này cho nên nó cắn trên đây cũng đâu có đụng chạm gì đâu. Nó cắn nhẹ nè, anh em vẫn thấy mớp nhẹ. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ nha. Mình anh em đặc biệt chú ý ha. Cái này là giá 1.400.000 là giá tại kho. Mình chưa bao gồm phí vận chuyển.
nói rõ nha, quá rẻ. Còn anh em hàng này hàng nặng, anh em lưu ý phải cọc mình vận chuyển nha, chứ để đi vào thốn về là 400-500 ngàn tiền ship là thốn lắm nha anh em. Anh em chuyển khoản thì anh em ăn hàng trả ship, hoặc là mình hoặc là mình hỗ trợ cho anh em một ít phí ship lỗ rồi, còn một ít là vài chục cái à. Cái tôn nó chưa tấn ly đâu, kỹ cho anh em xem luôn, nó cũng không chưa ly đâu. Này chỗ này thì gần cả ly đó thì chưa tấn ly, nhưng mà cái được cái tôn ở bển người ta làm rất là chất lượng, sơn kính điện. Cái mấy cái khớp này nhiều khi nó bị tróc sơn anh em, tại cái khớp này là nó kết nối lại với nhau á. Này là hàng làm công nghiệp chứ không phải làm thủ công đâu anh em, nó cuốn mép rất là đẹp, cuốn mép rất là đẹp. Gói này cũng cực, sợ mấy ông cố vận chuyển nó quăng nó ném cái. Năm rồi có bán có bị ném cái rồi, mình cũng phải đổi trả cho khách thôi chứ đâu có để khách chịu đâu. Nói chung là hoạt động không có dùng là bình thường, cũng như bao nhiêu cái tủ khác thôi. Đường cái chất lượng có 1,4 triệu, 30 kg 1,4 triệu. Rồi cái này 1,5 triệu, kia 1 triệu. Bên này pin sắt, kia là pin lithium, dung lượng 10 ampe. Thằng này cũng quên, thằng này 9.6 ampe. Đi chi đâu, cái này vệ sinh ra đẹp lắm anh em, còn nguyên bản. Rồi que hàng là 400 ngàn 3 kg, mình vô sẵn như vậy đủ que inox và que hàng sắt cho anh em về trải nghiệm dùng chơi cho biết, để móc theo ông theo bà không biết gì hết đâu, quan mạng lắm. Nói vui anh em, trong hàng là xịn sò thì anh em cũng nên trải nghiệm. Bây giờ độ đây thì mình anh em dùng thì anh em biết rồi, nó chất lượng nó kém lắm, giá đổi lại giá nó rất là rẻ, nó đánh vào tâm lý của người Việt Nam mình. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này, xin chào.